Hôm nay em xin giao lưu với anh em mình lô nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. 5 cây nha anh em. Cây thuần chậu sống khỏe ha. Cây vô được một nước dây rồi. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Rồi cây đầu tiên là cây mã số là N nha anh em, mã số N1 ha. Cây này cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Khủng lắm ha. 47 hoành nha anh em. Đế đều đặt luôn, đế đều gần như 24 giờ luôn, 91 cái hoành cái cũ. Chiều cao 80. Tàn ngang này 80 luôn nha anh em. Đó, tàn dày đều ha. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình xem nè. Cây này không lỗi lầm gì trơn ha. Đế nè. Đế là đều nha anh em. Đó, đế đều đặt luôn ha. Mặt tiền rất là đẹp ha, mặt tiền nè. Đó, cái củ nè. Tay cành là ok hết trơn ha. Đó, cây không bể không bọng gì hết trơn nha anh em. Rồi cây mã số N1. Cây này giao lưu với anh em mình là 4.600.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo anh em ơi, mã số là N2. Cây cũng khá đẹp ha, dáng cong nè. Cây này mới vô dây nha anh em. Mới vô dây ha. Hoành chỗ này là 40 nha anh em, 40 hoành ngay vị trí đó ha. Chiều cao là 83. Cái tàn ngang này là 67 ha. Đường kính cái bầu là 45 nha. Đó, cây là tàn cũng ok ha. Không bể không bọng gì trơn nha anh em. Đế cũng đều đẹp ha. Rồi cây N2, cây này giao lưu với anh em mình là 3.400.000 nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây N3 nha. N3 một cây dáng bay nha anh em. Dáng bay. Tàn cũng tròn đều, tàn cũng đều hết trơn ha. Cây này mới vô có nước dây nha. 37 hoành. Chiều dài là 1m1. Đường kính cái bầu này là 50 ha. Tàn ngang này là 50 luôn nha anh em. Đó, đế là đế giữ ha. Ở đây thì nó đây quay cho anh em mình ha. Đây nè, nó bị chày da ở đây ha, nhưng mà không sao ha, cọng rễ này sống ha anh em, kéo sẹo nè. Đây thì cái chỗ này nó bị chày chỗ này, nhưng mà nó cuốn mé cuốn sẹo đây nè ha. Cây không bể bọng gì trơn nha anh em. Đó. Cây ok hết trơn ha. Rồi cây N3, cây này xin giao lưu với anh em mình là 3.700.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi ha. Một cây dáng bay nha. Đó. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây N4 nha anh em. Cây này thuần chậu lâu hơn mấy cây kia ha. Cây này vô dây lâu hơn ha. Cây kia thì mới vô, cây này thì vô chắc cũng được tầm tháng rồi. Đế đều nha anh em. Trực lắc nha, cây rất là đẹp luôn. Rồi, để em đo thông số ha. Hoành là 37. Chiều cao là 80. Tàn ngang này là 85 nha anh em. Cái bầu là 50 ha. Đó, rồi để em quay sơ cho anh em mình xem nè. Cái bộ đế nè ha. À, đế đều 24 giờ luôn nha anh em. Đế đều là 24 giờ luôn. Cây không lỗi lầm gì trơn ha. Nè. Đó, cái thằng cây lắc lượng nha anh em. Tàn tròn đều. Rồi cây này là N4 nha. N4 giao lưu với anh em mình là 3.900.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha anh em, cây N5 ha. Cây này trực lắc rất đẹp nha. À, cây cực kỳ đẹp luôn anh em. Đế thì nó đế đặt ha, đế ở trong này nha anh em. Rồi, để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. Hoành là 40 ha. Chiều cao là 90. Cái tàn ngang này là 84 nha anh em. Cái đường kính bầu này là 50 ha. Đó, đa số là chậu 5 nha anh em. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình tham khảo ha.
đế nè, dãy bên đây là đế nè ha. Đó. Mấy cây này thì anh em mình yên tâm ha. Đó, bầu đế là ra tới bầu này hết trơn rồi nè. Nè, bông rất là thơm nha anh em, có mấy bông mà nó thơm lắm ha. À, bông nè. Rất là thơm nha, nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Không bể bọng gì trơn nha anh em. Cây mới vô một nước dây ha. Rồi cây N5 ha. Cũng là cây cuối cùng của clip. Em xin giao lưu với anh em mình là 3.600.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em sức khỏe nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.